Sĩ Đàn thân ái kính chào quý vị khán giả thân thương của Sĩ Đàn Music and Soul. Kính thưa quý vị, đến với chương trình Tình ca Việt Dũng hôm nay, Sĩ Đàn rất xúc động, cũng đồng thời rất vui và rất hân hạnh được góp mặt trong chương trình Tình ca Việt Dũng. Đầu tiên, Sĩ Đàn xin cảm ơn đến BB Hoàng Anh, Ngọc cũng như ban tổ chức đã cho phép Sĩ Đàn Music and Soul phát hành chương trình Tình ca Việt Dũng. Kính thưa quý vị, đối với Sĩ Đàn khi nhớ đến nhạc sĩ Việt Dũng, Sĩ Đàn nhớ đến một người anh mà Sĩ Đàn cũng như tất cả các anh chị em nghệ sĩ đều quý mến, một người bạn chân tình, yêu đời và lạc quan. Sĩ Đàn nhớ đến một người đàn anh mà chính anh là tấm gương cho lòng thủy chung sâu sắc với niềm tin và lý tưởng của mình. Sĩ Đàn nhớ đến một tâm hồn cao quý, một người cho dù không toàn vẹn về thể trạng nhưng luôn đưa tay giúp đỡ đến những ai cần được giúp đỡ. Ngoài những nhạc phẩm đấu tranh cho tự do nhân quyền, các bản tình ca do anh sáng tác cũng là một dấu ấn tài năng mà Thượng Đế đã ban cho Việt Dũng. Và cũng vì lý do đó, chương trình Tình ca Việt Dũng sẽ giới thiệu đến cho quý vị một lần nữa các nhạc phẩm tình ca do anh sáng tác hoặc đồng sáng tác với các nhạc sĩ khác. Trong số đó có Sĩ Đàn. Đó là một vinh hạnh lớn nhất trong cuộc đời của Sĩ Đàn. Chúng ta hãy cùng nghe, cùng cảm nhận tình yêu trong trái tim của anh. Những tình cảm sâu lắng, bay bổng, có khi khổ đau dã rời, nhưng cũng có khi yêu đời lạc quan và có đôi khi rất là dí dỏm. Kính thưa quý vị, tất cả những tâm sự đó mà anh Việt Dũng đã để lại cho nhân thế qua những tác phẩm tình ca của mình đã thể hiện đầy đủ, chính xác về chính con người của anh. Anh đã cho đi tất cả những gì anh đã có trong cuộc đời, không phải là chỉ trong đấu tranh cho nhân quyền, cho tự do, nhưng trong tình bạn, tình yêu thương con người. Kính thưa quý vị, anh Việt Dũng đã không còn nữa, nhưng anh vẫn mãi còn trong trái tim của tất cả những người Việt Nam yêu chuộng tự do, hòa bình, dân chủ. Anh vẫn mãi còn trong trái tim của gia đình, các bạn bè, đồng nghiệp, các đàn em thân thương và trong trái tim của hàng triệu người Việt Nam đã từng yêu mến và hâm mộ anh. Lê Bích Trâm xin gửi lời chào thân ái đến quý khán thính giả khắp nơi đang đón xem chương trình nhạc Tình ca Việt Dũng do nhóm Thân hữu Việt Dũng thực hiện để tưởng nhớ người nghệ sĩ tài hoa đã dâng hiến cả cuộc đời cho đất nước. Kính thưa quý vị, ngày này năm xưa, đúng 9 năm trước, trong không khí nô nức của mùa Giáng sinh gần kề, sự ra đi của Việt Dũng đã khiến cộng đồng người Việt hải ngoại bàng hoàng, tiếc nuối. Thậm chí có người còn không tin là anh đã mất ở tuổi 55. Ngay cả những người dân trong nước, nhất là những nhà đấu tranh dân chủ, những người dân oan cũng vô cùng thương tiếc anh. Bởi vì qua những hoạt động truyền thông và sáng tác của Việt Dũng giúp anh phổ biến sâu rộng từ hải ngoại vào trong nước những thông điệp cổ suý nhân quyền, đòi hỏi những quyền căn bản nhất cho người dân Việt Nam. Kính thưa quý vị, tang lễ của Việt Dũng vào năm 2013 ở tại miền Nam California được xem là lớn nhất trong cộng đồng người Việt hải ngoại trong lịch sử 38 năm của cộng đồng. Hàng ngàn người đã đến đứng chật kín ngôi giáo đường, cho thấy ảnh hưởng sâu đậm và Việt Dũng nhận được sự yêu mến của rất nhiều người qua thành tích đấu tranh, qua việc là anh đã hiến dâng trọn cuộc đời cho lý tưởng quốc gia. Hầu hết người Việt biết đến Việt Dũng qua dòng nhạc Tị nạn, viết cho quê hương, cho thân phận thuyền nhân, cho kiếp sống lưu vong. Những sáng tác như Một chút quà cho quê hương, Lời kinh đêm, Tình ca cho Nguyễn Thị Sài Gòn. Có thể nói đó là những bài sử ca của cả một giai đoạn đau thương
của lịch sử dân tộc Việt Nam. Chương trình hôm nay sẽ giới thiệu đến quý khán thính giả khắp nơi một góc cạnh khác của tác giả, đó là nhạc tình. Chương trình Tình ca Việt Dũng sẽ cống hiến những giai điệu mượt mà, sâu lắng, đôi lúc sôi động, vui tươi dành cho tình yêu đôi lứa và rộng hơn là tình yêu quê hương, với sự góp mặt của một số đồng nghiệp từng gắn bó và có nhiều kỷ niệm cũng như là lòng cảm mến dành cho ca nhạc sĩ Việt Dũng, bao gồm các ca nhạc sĩ Thế Sơn, Sĩ Đan, Đoàn Phi và ba giọng hát thuộc thế hệ trẻ hơn: Lê Hoàng Hiệp, Jimmy Nhật Hà, Hoàng Mỹ Vân. Và kính thưa quý vị, các thành viên trong ban nhạc ngày hôm nay bao gồm các anh Lê Ngọc, guitar; Lê Trường, keyboard; Đinh Hải, bass; Tiến Võ, trống; Mai Định, âm thanh; Hợp Phạm, video production; BB Hoàng Anh, photography. Và để mở đầu chương trình Tình ca Việt Dũng, bên cạnh hình ảnh của một nhà đấu tranh với dòng nhạc lưu vong buồn xa xiết khiến hàng ngàn người nghe phải rơi lệ. Kính thưa quý vị, cái năng khiếu lớn nhất của anh Việt Dũng trong phần viết lời cho một ca khúc đã có giai điệu, theo Sĩ Đan nghĩ, đó là sự nhạy bén của anh trong giai điệu. Trí tưởng tượng rất phong phú và cách sử dụng các từ ngữ tiếng Việt thật đa dạng và hoàn toàn không gượng ép. Kính thưa quý vị, ca khúc Yêu Đời Yêu Người nguyên bản là Rainy Night do Sĩ Đan viết nhạc và lời anh ngữ do ca sĩ Lê Tâm biên soạn đã nhiều năm trước trong chương trình, một trong những chương trình của Trung tâm Asia, đã được anh Việt Dũng khoác lên một chiếc áo mới rất hay trong phần lời Việt, hào nhoáng, tinh tế, dễ thương và không thiếu phần sôi động. Sau đây xin mời quý vị thưởng thức ca khúc Yêu Đời Yêu Người, nhạc Sĩ Đan, lời Việt Dũng. Em từ đâu đem thương nhớ đến tình, lạc bước trên ngàn cánh phiêu du đời, vì có em sẽ thấy vui hơn, đắm say trong cuộc sống mênh mông tình yêu. Tình là muôn cánh gây muôn vàn tiếng cười, người sao yêu quá thiết tha như nụ môi hôn, đời sao vui quá ngất ngây muôn vàn tiếng cười, người sao yêu quá thiết tha như nụ môi hôn. Hey! Kiếp quen nhau đời, vì có em sẽ thấy vui hơn, ước mơ anh sẽ mãi bên em dài lâu. Tình là muôn cánh vàng nhẹ như tiếng đàn, dù gió ngàn khi hè xa, đời sao vui quá ngất ngây muôn vàn tiếng cười, người sao yêu quá thiết tha như nụ môi hôn, đời sao vui quá
Vừa rồi, nhạc phẩm Yêu đời, yêu người, nhạc sĩ Đan, lời Việt Dũng đã mở đầu chương trình Tình ca Việt Dũng. Và phải nói là phần trình diễn sôi động của Đoàn Phi đã khiến cho phòng thu tại điểm hẹn Music Studio nóng hẳn lên, thưa quý vị. Nhưng mà có lẽ là nhạc phẩm kế tiếp trong chương trình chúng tôi sẽ để cho không khí lắng đọng trở lại. Và Bích Trâm hân hạnh được tiếp chuyện cùng nam ca sĩ Thế Sơn. Thế Sơn xin thân ái kính chào quý vị và xin mến chào chị Bích Trâm. Được biết bài hát mà Thế Sơn sẽ trình bày trong chương trình ngày hôm nay có tựa đề là Bước nạn trong trái tim Việt Nam, một sáng tác của Trần Bảo Như. Thế Sơn có thể chia sẻ là tại sao anh chọn bài hát này cho chương trình ngày hôm nay, và Thế Sơn có những kỷ niệm gì mà anh nhớ nhất với ca nhạc sĩ Việt Dũng? Dạ, kính thưa chị Bích Trâm và thưa quý vị, đây là một bài hát duy nhất mà không phải do anh Việt Dũng sáng tác, mà do nữ nhạc sĩ Trần Bảo Như, là một fan của anh Việt Dũng, rất là quý mến anh Việt Dũng. Khi hay tin anh vừa nằm xuống thì đã xúc động và sáng tác ngay bài hát này để trình bày trong tang lễ của anh Việt Dũng. Cho nên hôm nay Thế Sơn muốn gợi nhớ lại kỷ niệm của 9 năm về trước. Và cũng theo cầu của chị BB Hoàng Anh, Sơn trình bày lại bài hát này. Vâng. Yeah. Và anh có thể chia sẻ một vài kỷ niệm mà anh có với ca nhạc sĩ Việt Dũng. Dạ, thưa chị và thưa quý vị, thật sự thì Thế Sơn với anh Việt Dũng, hai anh em quý mến nhau, chứ cũng ít có dịp tiếp xúc, gặp gỡ, hàn huyên với nhau. Tại vì anh Việt Dũng rất là bận rộn và ảnh làm ở bên trung tâm Asia, còn Sơn thì cộng tác với Thúy Nga. Tuy nhiên thì hai anh em cái tình cảm dành cho nhau rất là nhiều. Cái lần đầu tiên Sơn nhớ lại là khi mà lần đầu tiên Sơn gặp ca nhạc sĩ Việt Dũng là vào dịp Quốc khánh 30 tháng 4 năm 94, lúc Sơn mới đặt chân tới Hoa Kỳ tại San Jose. Thì lúc đó ban tổ chức mời Sơn tham gia trong chương trình Quốc khánh 30 tháng 4, thì thú thật là từ Việt Nam mới qua, Sơn cũng lo lắng lắm, cũng sợ lắm. Nhưng mà được anh Việt Dũng khuyến khích cũng như là trấn an tinh thần, cho nên Sơn đã mạnh dạn tham gia chương trình đó. Và lần cuối cùng mà Thế Sơn gặp anh Việt Dũng là ở đài SBTN trước 10 ngày khi anh Dũng qua đời. Trong chương trình kỷ niệm cái ngày quốc tế nhân quyền, bữa đó thì anh Việt Dũng làm host cũng như là thông dịch viên. Sơn nhớ là thông dịch viên cho dân biểu Ed Royce. Yeah. Và bữa đó cũng có mẹ của anh Đinh Nguyên Kha và ba của anh Trần Huỳnh Duy Thức, là bác Trần Văn Huỳnh. Thì Sơn cũng sau cái show đó thì Sơn cũng tới bắt tay và chào anh Việt Dũng và hỏi thăm về sức khỏe của anh. Thì anh cũng nói lúc này cũng yếu lắm. Dạ, và anh nói kệ, tới đâu thì tới. Và không ngờ là 10 ngày sau thì anh qua đời. Một cái tin rất là sốc với Thế Sơn nói riêng cũng như là tất cả khán giả hải ngoại nói chung. Dạ. Vâng, thưa quý vị, Đinh Nguyên Kha và Trần Huỳnh Duy Thức là hai người tù nhân lương tâm của Việt Nam mà lúc sinh thời ca nhạc sĩ Việt Dũng đã hết lòng ủng hộ. Và xin cảm ơn Thế Sơn đã nhắc lại một số kỷ niệm rất là đáng quý mà anh có với Việt Dũng. Và ngay bây giờ, xin chúng ta cùng tưởng nhớ người nghệ sĩ từng được mệnh danh là vốn quý của cộng đồng người Việt hải ngoại qua nhạc phẩm Bước nạn trong trái tim Việt Nam của Trần Bảo Như, qua giọng hát của nam ca sĩ Thế Sơn. Thế Sơn
anh đã ra đi một sáng trời xanh, người con thân yêu tận lòng vì nước đã biết bao năm xứ người xuôi ngược, nhưng trái tim luôn gắn bó hướng về. Tiếng hát câu ca vọng khắp Việt Nam, đầu đời lưu vong tuổi vừa mới lớn, dũng chí hiên ngang đã chọn con đường nặng với cây đàn đi khắp muôn phương. Nay anh ngủ yên đành quê hương vẫn tối, giấc mơ Việt dũng theo anh tới thiên đường. Anh vẫn còn thấy oằn đau thương quê mẹ, anh chưa được thấy ngày đất nước tự do. Anh đang ngủ yên bỏ quên bao quyến luyến, anh đã nằm xuống để tiếc thương muôn trùng. Ơi đôi nặng đỡ từng bước chân trung dũng, bước chân nay ngừng trong trái tim Việt Nam. Anh đã ra đi một sáng trời xanh, người con thân yêu tận lòng vì nước đã biết bao năm xứ người xuôi ngược, nhưng trái tim luôn gắn bó hướng về. Tiếng hát câu ca vọng khắp Việt Nam, đầu đời lưu vong tuổi vừa mới lớn, dũng chí hiên ngang đã chọn con đường nặng với cây đàn đi khắp muôn phương. Anh ngủ yên đành quê hương vẫn tối, giấc mơ Việt dũng theo anh tới thiên đường. Anh vẫn còn thấy oằn đau thương quê mẹ, anh chưa được thấy ngày đất nước tự do. Anh đã ngủ yên bỏ quên bao quyến luyến, anh đã nằm xuống để tiếc thương muôn trùng. Ơi đôi nặng đỡ từng bước chân trung dũng, bước chân nay ngừng trong trái tim Việt Nam. Ơi đôi nặng đỡ từng bước chân trung dũng, bước chân nay ngừng trong trái tim Việt Nam. Ơi đôi nặng đỡ từng bước chân trung dũng, bước chân nay ngừng trong trái tim Việt Nam.
Vừa rồi, nhạc phẩm Bước Nạn Trong Trái Tim Việt Nam của Trần Bảo Như, nam ca sĩ Thế Sơn trình bày với nhiều cảm xúc. Và từ bài hát này, Bích Trâm nhớ được câu nạn với cây đàn đi khắp muôn phương, bởi vì đó chính là hình ảnh của Việt Dũng năm xưa. Kính thưa quý vị, quả thật là anh đã đi khắp muôn phương. Nhắc lại là vào thập niên 80, Việt Dũng đã cùng với ca sĩ Nguyệt Ánh và một số nghệ sĩ khác thành lập phong trào Hưng Ca Việt Nam, sử dụng âm nhạc để truyền tải những thông điệp chống cộng sản rất là hữu hiệu. Hưng Ca thời đó đã có một số những buổi trình diễn đầy khí thế, rất là đông khán giả. Và thời đó thì Việt Dũng cũng thường xuyên đi đến những cái trại tị nạn ở khu vực Đông Nam Á để thăm viếng, để ủy lạo đồng bào. Và như vậy thì quả thật, mặc dù đôi nạn chắc chắn là đã tạo khó khăn trong lúc di chuyển, nhưng anh đã đi không bằng đôi chân, mà là anh đã đi những bước rất dài bằng niềm tin nơi Thượng Đế đã ban cho anh tài năng vượt bậc và nghị lực phi thường để vượt qua nghịch cảnh và đạt những cái thành quả mà phải nói là người thường chưa chắc làm được, thưa quý vị. Và như vậy thì có người nói là Việt Dũng quả thật là một nghệ sĩ với tài năng vượt bậc và là vốn quý của cộng đồng người Việt hải ngoại. Thưa quý vị, ngoài tài nghệ sáng tác, Việt Dũng còn hoạt động mạnh mẽ trong lĩnh vực truyền thông. Anh được biết đến là một MC ưu tú cho hàng chục chương trình ca nhạc thu hình của trung tâm Asia Entertainment từ 1996 đến 2013. Và trong cùng thời gian này, vào đầu thập niên 90, Việt Dũng đã nổi bật trong vai trò phóng viên và sứ ngôn viên cho Little Sài Gòn Radio và Little Sài Gòn TV qua lối dẫn chương trình tinh tế và cách pha trò duyên dáng. Vào năm 1997, anh thành lập đài phát thanh riêng Radio Bôn Sa, và vào năm 2000 thì anh đồng sáng lập đài truyền hình SBTN, nơi mà anh phụ trách chương trình tin tức hàng ngày và một số chương trình khác rất hữu ích cho cộng đồng trong suốt cả chục năm trời. Thưa quý vị, giọng hát kế tiếp trong chương trình hôm nay, Jimmy Nhật Hà, cũng là một nhà làm truyền thông và là một MC cho những chương trình ca nhạc mà được cộng đồng yêu thích. Jimmy được biết đến với danh hiệu là người trẻ đi giữ hồn nhạc xưa vì những phóng sự và những chương trình mà anh thực hiện đậm nét văn hóa về dòng nhạc vàng của miền Nam Việt Nam trước 1975. Và kính thưa quý vị, nhân nói về những người trẻ mà thích làm truyền thông và làm truyền thông giỏi, chương trình hôm nay cũng nhằm giới thiệu với cộng đồng người Việt khắp thế giới về chương trình học bổng nhân quyền của Việt Dũng. Thưa quý vị, chương trình Việt Dũng Human Rights Scholarship do khoa báo chí truyền thông của Đại học California State Fullerton sáng lập nhằm khuyến khích thế hệ trẻ tiếp nối những việc làm của ca nhạc sĩ Việt Dũng về vấn đề nhân quyền. Học bổng trị giá 1.000 Mỹ Kim mỗi năm sẽ được trao cho một sinh viên xứng đáng và có những hoạt động cổ suý nhân quyền như Việt Dũng đã từng. Và thưa quý vị, Đại học Cal State Fullerton cũng đã lập ra một đường dẫn trực tiếp ở trên mạng để nhận đóng góp của các nhà hảo tâm vào quỹ học bổng để mà có thể duy trì quỹ này về lâu về dài. Xin mời quý vị có thể vào địa chỉ mạng give.fullerton.edu/Việt Dũng. Địa chỉ mạng đang hiện lên trên màn hình của quý vị để biết thêm chi tiết. Và ngay bây giờ, chúng tôi xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Thung Lũng Chim Bay, thơ của Hoàng Ngọc Ẩn, nhạc của Việt Dũng, qua tiếng hát Jimmy Nhật Hà. Xin chúng ta cùng chào đón Thung Lũng Chim Bay và Jimmy Nhật Hà.
tôi xin đa tạ những tháng ngày diễm mộng ta đã trao cho nhau trong một cuộc tình nồng. Khung sầu thôi hắt hiu, tình tan vào giữa sóng, thôi có còn lại gì mà tiếc nhớ chờ mong. Anh theo mây cuối trời, biển vẫn còn réo gọi, tôi vẫn du câu thơ cùng đàn sầu dịu vời. Mây buồn mây vẫn bay trên vùng trời nhung nhớ, tôi buồn tôi vẫn say giữa phố phường quạnh hiu. Chim trời không ghé bên thung lũng tàn màu hồng, tôi gọi cơn đau đến rừng mưa lá mùa đông. Ngày tháng trôi mau nỗi nhớ đông đầy, đường mây biên biệt lạc dấu chim bay. Nhưng ước ao trôi xa tầm tay với, tôi tìm anh qua mắt lệ liễu đầy. Cho tôi vẫn ngóng đời một cánh chim khuất trời, gửi gió mây thanh than muôn vàng lời gọi mời. Kỷ niệm trôi vẫn trôi tan dần vào con sóng, hoàn tàn tôi vẫn tôi giữa cuối đời lặng câm. Cho tôi xin đa tạ những tháng ngày diễm mộng ta đã trao cho nhau trong một cuộc tình nồng. Khung sầu thôi hắt hiu, tình tan vào giữa sóng, thôi có còn lại gì mà tiếc nhớ chờ mong. Em theo mây cuối trời, biển vẫn còn réo gọi, tôi vẫn du câu thơ muôn vàng lời gọi mời. Mây buồn mây vẫn bay trên vùng trời nhung nhớ, tôi buồn tôi vẫn say giữa phố phường quạnh hiu. Chim trời không ghé bên thung lũng tàn màu hồng, tôi gọi cơn đau đến rừng mưa lá mùa đông. Ngày tháng trôi mau nỗi nhớ đông đầy, đường mây biên biệt lạc dấu chim bay. Như ước ao trôi xa tầm tay với, tôi tìm anh qua mắt lệ liễu đầy. Cho tôi vẫn ngóng đợi một cánh chim khuất trời, gửi gió mây thanh than muôn vàng lời gọi mời. Kỷ niệm trôi vẫn trôi tan dần vào con sóng, hoàn tàn tôi vẫn tôi giữa cuối đời lặng câm. Hoàn tàn tôi vẫn tôi giữa cuối đời lặng câm. Hoàn tàn tôi vẫn tôi giữa cuối đời lặng câm. Nhạc phẩm Mùa thu trên phím đàn cũng là một kỷ niệm khó quên của Sĩ Đan và anh Việt Dũng. Như quý vị đã biết, Sĩ Đan thường hay chia sẻ là trong cuộc đời sáng tác của mình, Sĩ Đan có đôi khi sáng tác một bài hát, lời và nhạc nó có sẵn, nó ra liền. Nhưng mà cũng có đôi khi Sĩ Đan cũng viết được một cái giai điệu rất là hay, nhưng rồi không tìm được cái lời hát cho nó thích hợp, xong rồi cứ để đó. Thì một ngày kia, Sĩ Đan mới nghe lại một trong những cái giai điệu mà Sĩ Đan đã viết. Đó, thì Sĩ Đan thấy, cái bài này có cái giai điệu hay quá. Sĩ Đan mới tìm gặp ngay đến anh Việt Dũng, tại vì Sĩ Đan biết chỉ có một mình anh Việt Dũng làm được việc này. Và Sĩ Đan gặp anh Việt Dũng thì nói: anh Dũng ơi, em có một cái melody này hay lắm, nhưng mà em không nghĩ ra được lời, anh có thể giúp em được không? Thì anh Việt Dũng rất là vui vẻ, anh luôn vui vẻ khi mà bất cứ một ai nhờ đến anh. Và anh cũng rất là vui bởi vì anh nói: ô, Sĩ Đan lần đầu tiên mới nhờ đến anh ha. Ok rồi, hai anh em mình cùng viết bài này nha. Và thế là Sĩ Đan cũng nghĩ là chắc có lẽ phải để cho anh vài ngày để anh suy nghĩ cái nội dung, cái lời cho bài, cho cái melody này. Thì kính thưa quý vị, ngay chiều hôm đó anh Dũng gọi: em tới đây nhận hàng. Quý vị, thì Sĩ Đan tới và cầm cái lời của bài hát lên thì đọc, nó là Mùa thu trên phím đàn. Thì thật sự cái bài, cái giai điệu này quý vị nghe nó giống như cái mùa thu bay mang mát mà
Phải nói là anh Việt Dũng, anh có cái khả năng anh capture cái hình ảnh nó rất hay. Và khi Sĩ Đan đọc cái lời bài hát Mùa Thu trên phim đàn thì Sĩ Đan phải nói là rất khâm phục anh Việt Dũng. Cái lối xài văn của anh nó rất là thơ văn, nó rất là văn hoa. Nó như một bài thơ, nó cho chúng ta thấy một cái mùa thu rơi rớt trên phim đàn. Nó cho chúng ta thấy một nỗi sầu mang mát của một tình yêu vừa ra đi. Thưa quý vị, và Sĩ Đan xin mời quý vị cùng thưởng thức Mùa Thu trên phim đàn, nhạc Sĩ Đan, lời Việt Dũng. Chiều mưa ngồi bên phím đàn, buồn rơi mùa thu vỗ vàng. Chiếc lá thu phai, gió cuốn mưa bay, rớt xuống trên tay. Người đi về nơi cuối trời, để riêng mình anh giá rời. Nuối tiếc trong anh, bao nhiêu kỷ niệm, lời hát chơi vơi. Màn đêm rồi rơi xuống dần, đèn khuya dường như khóc thầm. Bạn ai tìm ai trong đêm hoang lạnh, bao thương nhớ khôn nguôi. Để môi tìm môi ngỡ ngàng, tình yêu lạc trên phím đàn. Giờ đây chỉ còn nước mắt anh rơi lệ chưa tràn. Gọi anh từng đêm nhớ người, gọi anh từng đêm vẫn chờ. Chiếc lá thu phai, gió cuốn mưa bay, rớt xuống trên tay. Chiều mưa ngồi bên phím đàn, buồn rơi mùa thu vỗ vàng. Bóng tôi cô đơn, đêm nay một mình chờ gió thu xa. Tìm ai trong đêm hoang lạnh, bao thương nhớ khôn nguôi. Để môi tìm môi ngỡ ngàng, tình yêu lạc trên phím đàn. Giờ đây chỉ còn nước mắt em rơi lệ chưa tràn. Gọi anh từng đêm nhớ người, gọi anh ngàn năm đứng đợi. Chiếc lá thu phai, gió cuốn mưa bay, rớt xuống trên tay. Chiều mưa ngồi bên phím đàn, buồn rơi mùa thu vô vàn. Bóng tôi cô đơn, đêm nay một mình chờ gió thu sang. Bóng tôi cô đơn, đêm nay một mình chờ gió thu xa. Và hồi nãy lúc mở đầu chương trình, thưa quý vị đã được thưởng thức màn trình diễn nóng bỏng của đoàn Phi. Và ngay bây giờ anh sẽ trở lại với chúng ta qua một ca khúc
đầy sức cuốn hút, Mambo Italiano, sáng tác của Bob Merrill và Frankie Lane, lời Việt của Việt Dũng. Xin mời quý vị chào đón phần trình diễn của Đoàn Phi và Mambo Italiano. Xin dìu em đi đến Italy, xin mời em ăn món spaghetti, ta cùng nhau nghe khúc ca điệu hát, nhưng mà hình như có điều chỉ xa xót. Nào ta hãy hey mambo mambo italiano, hey mambo mambo italiano, coccoccio khúc nhạc về siciliano, nào mình cùng hòa đồng trong điệu nhạc mambo và dầu nồng. Hey mambo mambo italiano, hey mambo mambo italiano, go go go, đã thành người siciliano, nào mình cùng hòa đồng trong điệu nhạc mambo và dầu nồng. Em yêu anh muốn em yêu cùng anh dòng chơi, ta sẽ đi thăm nhiều nơi trong kinh thành, đêm nay ta tung hoài, nếu cứ chán cứ khóc cứ chết cũng không được chi, ta say ta vui. Hey mambo mambo italiano, hey mambo mambo italiano, ho ho ho, ta thành người siciliano, nào mình cùng hòa đồng trong điệu nhạc mambo và dù nồng. Mambo italiano, em yêu cùng anh dòng chơi, ta sẽ đi thăm nhiều nơi trong kinh thành, đêm nay ta tung hoành, nếu cứ chán cứ khóc cứ chết cũng không được chi, ta say ta vui. Hey mambo mambo italiano, hey mambo mambo italiano, oh, 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 ta thành người siciliano, nào mình cùng hòa đồng trong điệu nhạc mambo và dầu nồng. Mambo italiano, Việt Dũng có sức sáng tác rất mạnh mẽ, với hơn 450 bài hát đủ mọi thể loại. Nhiều nhất vẫn là tình ca, sáng tác nhiều nhưng chưa phổ biến hết. Thưa quý vị, dòng nhạc đấu tranh, dòng nhạc tị nạn của Việt Dũng đã đi thẳng vào lòng người ra sao, thì nhạc tình của anh cũng không kém phần nồng nàn, say đắm. Và sau đây, giọng hát Thế Sơn sẽ trở lại với chúng ta qua một bài tình ca của Việt Dũng, với giai điệu buồn mênh mang, lời nhạc đầy chất thơ, nhạc phẩm có tên gọi rất là ngắn, một chữ thôi, đó là nhớ. Nhớ về một ánh mắt cuốn trôi cả đời nhau. Và để biết là lúc trước các nhạc sĩ Việt Dũng thường nhớ những gì hay là nhớ ai, xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Nhớ và giọng hát của Thế Sơn. Nhớ về một con sóng cuốn trôi cả dòng sông, nhớ về một mùa đông chờ tan tình băng giá, nhớ về một ánh mắt giữa nhớ thương
nhớ về một xuôi tắm cuốn trôi cả trời thơ, nhớ về một hạt mưa đọng trên màu mặt biếc, nhớ về hồn nuối tiếc đã qua nửa đời sau, nhớ tình cờ gặp nhau, nhớ mắt môi ngỡ ngàng. Người yêu hỡi ơi, người yêu hỡi, có biết đêm nay tôi nhớ người. Vầng trăng vỡ giữa lời hát cũ, xiết nát tim tôi như lời ru. Rồi ngày mai sông cuốn về đâu, về gành cao hay xuống vực sâu, để từ đây quân quyết đời nhau môi hôn nồng nàn. Và giờ đây tôi nhớ màn đêm gọi tình yêu như gió gọi tên, một vầng trăng tôi giữa mùa lên nhớ em vô vàn, nhớ về cuốn trôi cả trời thơ, nhớ về một hạt mưa đọng trên màu mặt biếc, nhớ về hồn nuối tiếc đã qua gặp nhau, nhớ mắt môi ngỡ ngàng. Kính thưa quý vị, hoạt động truyền thông và sáng tác của Việt Dũng đã giúp anh phổ biến, sâu rộng những thông điệp cổ suý nhân quyền qua các phong trào, các sinh hoạt mang tính nhân bản. Vì lẽ đó, hồi cuối tháng 4 năm nay, Trường Đại học Cal State Fullerton đã trao giải học bổng Việt Dũng cho một sinh viên ngành nhiếp ảnh phóng sự có thành tích dùng sở học của mình để phổ biến những thông điệp kêu gọi bảo vệ nhân quyền. Khóa truyền thông thuộc Trường Đại học Cal State Fullerton sẽ tiếp tục trao học bổng trị giá 1.000 Mỹ Kim cho một sinh viên nào xứng đáng có những hoạt động tích cực cổ suý nhân quyền như nhạc sĩ, nhà truyền thông Việt Dũng đã từng làm. Học bổng này dự trù có thời hạn là 5 năm. Do đó, khi biết được về học bổng nhân quyền Việt Dũng, ban tổ chức chương trình Tình ca Việt Dũng đã quyết định nhân dịp này phổ biến học bổng để khán thính giả khắp nơi có thể đóng góp vào ngân quỹ học bổng hầu có thể kéo dài thêm thời gian hoặc tăng số lượng học bổng Việt Dũng do Trường Đại học Cal State Fullerton trao hàng năm cho sinh viên ngành truyền thông. Trường Đại học Cal State Fullerton cũng đã lập ra một đường dẫn trực tiếp cho những đóng góp vào quỹ học bổng nhân quyền Việt Dũng để thuận tiện cho quý vị khán giả ở khắp nơi trên thế giới có thể góp phần của mình vào quỹ học bổng. Xin quý vị hãy theo dõi đường link ở phía dưới. Xin cảm ơn quý vị. Kính thưa quý vị, lúc nãy thì khi mà đoàn Phi
hát bài Mambo Italiano thì Bích Trâm có nghe anh Việt Dũng mời em ăn spaghetti, đi qua bên Ý để ăn spaghetti. Và anh Việt Dũng còn mang cả cà rem vào trong âm nhạc, thưa quý vị. Cho nên Bích Trâm thắc mắc là không hiểu là lúc trước anh có hảo ăn cà rem hay không, mà anh lại viết tình yêu ôi thơm ngát như cây cà rem mùi sô-cô-la. Cho thấy sự sáng tạo của Việt Dũng. Và trong tình yêu, có thể nói là anh may mắn gặp được người hồng nhan tri kỷ. Nhiếp ảnh gia BB Hoàng Anh từng tâm sự rằng lần đầu tiên nhìn thấy Việt Dũng trên sân khấu, chị không hề quan tâm đến đôi nạ. Một phần vì chính Việt Dũng rất là tự nhiên khi mà anh diễn xuất và ca hát không chút mặc cảm, cho nên chị không hề nhìn thấy hình ảnh của một người tật nguyền. Và có lẽ tình yêu ngọt lịm và thơm ngát đó chính là nguồn cảm hứng để cho Việt Dũng sáng tác Tình như cây cà rem với giai điệu nhí nhảnh vui tươi. Một lần nữa, phần trình diễn nóng bỏng, sôi động của Đoàn Phi. Còn lại một khối tình say, anh yêu trong ngất ngây, bàn tay ôm bờ vai xinh xắn, anh hôn lên má em, ôi mát dịu như cây cà rem. Tình yêu ôi thơm ngát như cây cà rem một vanilla, tình yêu ôi thơm ngát như cây cà rem một chocola, tình yêu giữa trưa hè nắng cháy, con tim nào bốc cháy. Tình yêu như áng mây, anh hôn lên má em, ôi mát dịu như cây cà rem. Anh hôn lên tóc em, ôi thơm lừng mùi hương bô kết. Anh hôn lên trán em, ôi ngoan hiền vầng trán dịu em. Anh hôn lên tay em, bàn tay thon nhỏ xinh năm ngón. Anh hôn lên mắt nhung, tình như con thuyền trôi giữa dòng. Anh yêu em đắm say, đã bao ngày tương tư người ấy. Anh lang thang trắng tay, chỉ còn lại một khối tình say, anh yêu trong ngất ngây, bàn tay ôm bờ vai xinh xắn, anh hôn lên má em, ôi mát dịu như cây cà rem. Tình yêu ôi thơm ngát như cây cà rem một vanilla, tình yêu ôi thơm ngát như cây cà rem một chocola, tình yêu giữa trưa hè nắng cháy, con tim nào bốc cháy. Tình yêu như áng mây, anh hôn lên má em, ôi mát dịu như cây cà rem. Tình yêu ôi thơm ngát như cây cà rem mùi vanilla, tình yêu ôi thơm ngát như cây cà rem mùi chocola, tình yêu giữa trưa hè nắng cháy, con tim nào bốc cháy. Tình yêu như áng mây, anh hôn lên má em, ôi mắt dịu như cây cà rem, ôi mắt dịu như cây cà rem, ôi mắt dịu như cây cà rem.
Kính thưa quý vị, những sáng tác tình ca của Việt Dũng rất đa dạng. Vừa rồi chương trình đã giới thiệu một số nhạc phẩm tình ca tiêu biểu, mà trong đó có những bài mà Việt Dũng viết lời cho nhạc của một tác giả khác, hoặc anh cũng từng viết lời cho nhạc ngoại quốc, anh còn phổ nhạc theo ý thơ, và anh có những bài thuần túy Việt Dũng, từ nhạc đến lời. Bên cạnh đó, Việt Dũng còn viết nhạc cho phim như ca khúc Và Em Hãy Nói Yêu Anh và Thiên Đàng Đánh Mất, nhạc chính cho bộ phim cùng tên với nữ tài tử Như Loan. Bài hát này nói về tình yêu chia lìa trong đau đớn khi biển sóng dữ cướp đi mạng sống của người yêu. Sau đây, Thiên Đàng Đánh Mất, nhạc và lời của Việt Dũng, sẽ do tiếng hát cao vút của Hoàng Mỹ Vân gửi đến quý vị. Lạnh hôn em xa anh.
trời đừng rơi, hoàng hôn đừng tới. Chắp tay lại cuộc đời, cuộc đời đuổi số chia tay lần cuối. Em là oan hồn trên đỉnh giao phong, giữa chiều muôn trùng em ngồi xóa tóc, dù tình cuối đầu trong vị. Cỏ tương tư là tựa đề một bài tình ca của Việt Dũng, với giai điệu chất chứa nỗi buồn của một cuộc tình không trọn vẹn. Trong đó thấp thoáng có khói thuốc bay ngậm ngùi và nỗi nhớ day dứt người yêu đã cách xa. Thưa quý vị, lúc sinh thời thì ca nhạc sĩ Việt Dũng rất là ưng ý giọng hát của nam ca sĩ Thế Sơn thể hiện bài này với chất giọng điêu luyện, ngọt ngào. Thế Sơn hát rất là đúng ý của tác giả. Và nhân ngày giỗ 9 năm của Việt Dũng, Thế Sơn sẽ hát lại Cỏ tương tư để cống hiến đến quý vị một bài hát đậm chất, day dứt, xót xa của Việt Dũng, và cũng để nhớ lại những kỷ niệm hai anh em từng một thời sát cánh bên nhau trong làng văn nghệ Việt Nam tại hải ngoại. Xin mời quý vị lắng nghe Cỏ tương tư và giọng hát Thế Sơn. Khói sầu, ôi thương yêu thuở ban đầu, ngồi một mình dưới gốc sâu, cỏ tương tư nhỏ máu. Em ra đi về phương nào, mây bay cao biển thét gào, còn lại gì để nhớ nhau, tình yêu đang úa màu. Một vạt nắng xót xa chờ người về giữa chốn qua, còn một sợi khói thuốc bay ngậm ngùi, tìm lời miền dĩ vang xưa, kỷ niệm tràn giữa giấc mơ và một vòng tay ngân ngơ. Thank you.
cô đơn ngập trong hồn. Ngồi một mình giữa bóng đêm, cỏ tương tư thầm kín. Em đang say sưa mối tình, anh thương đau chỉ riêng mình. Và người đầu đốt ngón tay, cỏ tương tư héo tàn. Sưa mối tình, anh thương đau chỉ riêng mình. Vàng mười đầu đốt ngón tay, cỏ tương tư tàn úa. Quý vị, Giáng sinh lại về với chúng ta, nhắc nhớ rằng Việt Dũng đã rời bỏ chúng ta cũng vào mùa Giáng sinh, đã 9 năm qua. Mà lòng người ở lại vẫn không hề quên chàng trai Nguyễn Ngọc Hùng Dũng. Chàng từng viết rằng lúc còn bé, mơ ước biến thành một người tráng sĩ, mài kiếm dưới trăng để thế thiên hành đạo, cứu giúp người nghèo khó, giúp những người thấp cổ bé miệng trong xã hội. Có thể nói là giấc mơ của chàng đã trở thành hiện thực bởi vì những lời kêu gọi đồng bào trong và ngoài nước đứng lên đòi hỏi dân chủ và nhân quyền vang xa khắp thế giới, vọng vào trong nước và tỏ ra hiệu lực không kém thanh gươm bén của tráng sĩ. Và dòng nhạc Việt Dũng đã trở nên bất tử và sống mãi trong lòng những người yêu mến anh. Có thể nói là anh đã sống trọn vẹn cho quê hương, cho người mà anh thương. Bởi vì cho dù là 55 năm hay 100 năm, Việt Dũng mãi mãi là người con yêu của mẹ Việt Nam với trái tim nhân ái, chất chứa tình người. Và Việt Dũng, bb mãi mãi là của nhau. Như trong ca khúc Có Những Cuộc Tình Không Là Trăm Năm, thơ của Quang Dũng, nhạc của Việt Dũng, trong đó mở đầu bằng câu: em mãi là 20 tuổi, anh mãi là mùa xuân xưa. Vâng, thưa quý vị, xin chúng ta cùng bùi ngùi tưởng nhớ chàng dũng sĩ mà đã từng mang mùa xuân đến cho rất nhiều người qua nhạc phẩm Có Những Cuộc Tình Không Là Trăm Năm, qua giọng hát trầm ấm của Lê Hoàng Hiệp sẽ gửi đến quý vị sau đây. Mùa
Em mãi là 20 tuổi, anh mãi là mùa xuân xưa. Những cây ổi thơm ngày cũ và vầng hoa ngâu ngày thu. Em mãi là 20 tuổi, anh mãi là mùa xuân xưa. Tóc anh đã thành mây trắng, mắt em dáng thời gian qua. Con đường xưa những mùa chút lá, cánh bàng mồ côi đứng giữa rêu phong. Con đường xưa ta ngồi hóa đá, mùa đông mồ côi chút lá, có những cuộc tình không là trăm năm. Giới thiệu bài hát kết thúc chương trình, Bích Trâm xin được đại diện cho ban tổ chức để gửi lời cảm ơn chân thành đến các ca nhạc sĩ đã góp mặt trong chương trình hôm nay. Thế Sơn, Sĩ Đàn,
Đoàn Phi, Lê Hoàng Hiệp, Jimmy Nhật Hà, Hoàng Mỹ Vân. Xin cảm ơn các thành viên trong ban nhạc, các anh Lê Ngọc, Lê Trường, Đinh Hải, Tiến Võ, anh Mai Định đảm trách âm thanh và anh Hợp Phạm phần video production, chị BB Hoàng Anh lo về nhiếp ảnh và phần PR, nhiếp ảnh gia Quang Hải giúp thiết kế poster cho chương trình. Xin cảm ơn các cơ quan truyền thông Việt ngữ khắp nơi đã giúp quảng bá và phổ biến tin tức về chương trình. Cũng không quên cảm ơn Điểm Hẹn Music Studio và cũng như là ca sĩ Thiên Nhi đã lo phần ẩm thực rất là chu đáo cho anh chị em nghệ sĩ ngày hôm nay. Và theo lời yêu cầu của ban tổ chức, Bích Trâm xin được nhắc lại lời kêu gọi đóng góp vào quỹ Việt Dũng Human Rights Scholarship để tiếp tay với Đại học Cal State Fullerton duy trì chương trình học bổng nhân quyền Việt Dũng dành cho các sinh viên khoa truyền thông báo chí nhằm khuyến khích thế hệ tiếp nối người Việt tại hải ngoại, khuyến khích những người trẻ, thưa quý vị, chính là tương lai của cộng đồng người Việt hải ngoại, noi theo gương sáng của Việt Dũng với những hoạt động cổ suý nhân quyền. Thưa quý vị, cho dù 25, 50, 100 đô la của ít lòng nhiều, rất mong quý vị có thể mở lòng và đóng góp tùy hỷ. Đây chính là cách mà cộng đồng chúng ta có thể giúp đào tạo những Việt Dũng tương lai, thưa quý vị. Và quý vị có thể vào địa chỉ mạng give.fullerton.edu/vietdung, địa chỉ đang hiện trên màn hình của quý vị, để biết thêm chi tiết. Kính thưa quý vị, sau khi ca nhạc sĩ Việt Dũng qua đời, Thượng viện tiểu bang California đã vinh danh anh bằng cách đặt tên cho một đoạn đường cao tốc ở miền Nam Cali, Việt Dũng Human Rights Memorial Highway. Và như vậy thì tên anh đã mãi mãi gắn liền với những nỗ lực đấu tranh cho nhân quyền nơi xứ người. Lúc sinh thời, mặc dù Việt Dũng đã đi khắp nơi để lưu diễn, nhưng có một nơi mà anh chưa một lần đặt chân để về, và anh cũng không thể về khi mà chế độ cường quyền cộng sản đã kết án tử hình vắng mặt người nghệ sĩ tài hoa. Có lẽ vì họ khiếp sợ ảnh hưởng to lớn của anh đối với quần chúng. Và như vậy thì Việt Dũng đã đem nỗi nhớ quê hương trải lòng qua ca khúc Mời Em Về, nói lên ước muốn trở về những nơi chốn xưa, Sài Gòn, Hà Nội. Và với linh tính nhạy bén, Việt Dũng đã viết: nhưng chim đã gãy cánh, nhưng mây đã ngừng bay, nên tôi còn lại nơi này. Xin thưa rằng không, chim đại bàng không hề gãy cánh, bởi vì dù không về thăm được Việt Nam lúc còn sống, nhưng dòng nhạc Việt Dũng đã bay khắp năm châu bốn bể, đã chạm vào trái tim của hàng triệu người, và những đóng góp, những đầu tư của Việt Dũng cho tự do, cho nhân bản, cho tình người không hề mai một, mà sẽ là những ngọn lửa cho mai sau. Và rất hy vọng rằng thế hệ trẻ người Việt khắp nơi sẽ có những người, sẽ có rất nhiều người sẵn sàng dấn thân để đi tiếp con đường của ca nhạc sĩ Việt Dũng. Và để kết thúc chương trình Tình Ca Việt Dũng, kính mời quý vị thưởng thức ca khúc Mời Em Về, sáng tác của Việt Dũng qua giọng hát Lê Hoàng Hiệp. Một lần nữa, chúng tôi xin cảm tạ sự theo dõi quý báu của quý khán thính giả cho chương trình ngày hôm nay, và xin chúng ta chào đón ca khúc Mời Em Về và giọng hát Lê Hoàng Hiệp. Tôi muốn mời
thăm lại Hà Nội xưa, cổ mưa chiều đổ lá trong mưa buồn. Tôi muốn mời em về thăm lại Sài Gòn xưa, Duy Tân chiều say nắng uống môi nồng hương xưa. Tôi muốn mời em về những quê hương quá xa, bên kia bờ Thái Bình bao la. Tôi muốn mời em về những chim đã gậy cánh, những mây đã ngừng bay, cho tôi còn lại nơi. Tôi muốn mời em về thăm lại căn nhà xưa, con mẹ ngồi đâu đó sợi tóc bạc đông đưa. Tôi muốn mời em về thăm lại phố phường xưa, những chiều trời mưa phủ lời yêu nói xa vương. Thank you.
Si Đan xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Tình Ca Việt Dũng. Và nhân dịp năm mới 2023, Si Đan xin kính chúc quý vị một năm mới tràn đầy sức khỏe, an khang thịnh vượng và luôn luôn an vui, hạnh phúc bên gia đình. Xin cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới của Si Đan Music and Soul. Bye bye.